Đây là quang cảnh phát quà bánh cho tất cả các em ở giáo xứ An Tôn. Rồi, người em nào xanh rồi đi ra nha. Sau khi phát 200 phần gạo cho tất cả mọi gia đình ở đây, và đây là tới phần phát quà cho tất cả các em. Quang cảnh các em rất là hớn hở vui mừng để được lãnh quà. Có vé chứ, có chứ. Bà má không có đi nhà thờ bao giờ. Nè, gần chết rồi đó, già gần chết rồi đó, không lo bà linh hồn đi.